và ngày hôm qua thì chúng ta rõ ràng là cảm nhận được sự nỗ lực và cố gắng của cả hai đội bóng này ở lượt trận đấu khai mạc. Nhưng trước những đội bóng mạnh như là Đà Nẵng và Khánh Hòa, những đội bóng giàu thành tích bậc nhất của môn bóng đá bãi biển của Việt Nam, thì rõ ràng là PTSC và Trinh Chiến Sầm Sơn tỏ ra hết sức non trẻ. Bên phía Trinh Chiến Sầm Sơn, đội hình của họ sẽ gồm có thủ môn mang áo số 1 Nguyễn Đình Hòa, các thủ số 3 Trọng Trưởng và Mang Đội Trưởng, số 7 Huy Tiến, số 13 Văn Phong và số 14 đó là Hữu Tuấn. Đội hình của PTSC Thanh Hóa ở trận đấu này sẽ gồm có thủ môn mang áo số 1 Công Thành, các thủ số 13 Hữu Long, số 13 Lê Văn Đào, số 15 Nguyễn Đức Linh mang băng đội trưởng và số 16 đó là Nguyễn Khắc Tin. Ngày hôm qua ở trận đấu đầu tiên so với Trinh Chiến Sầm Sơn, ở mặt sân 7 thì hai đội bóng này cũng rõ ràng là không hề lạ nhau dứt điểm. Bàn thắng mở tỷ số đã đến từ rất sớm dành cho PTSC, đó là bàn thắng của Hữu Long. PTSC đang tỏ ra thích nghi với mặt sân cát này nhanh hơn so với Trinh Chiến Sầm Sơn. Đó là pha phối hợp rất tốt và Hữu Long là người có cú đá bằng chân trái sở trường sau đường chuyền bóng của đội trưởng Đức Linh. Cú đá không thể cản phá của Hữu Long theo với nhau. Đó là tình huống mà Trọng Trưởng đã theo với Đức Linh. Có thể dứt điểm, 1-0 dành cho Trinh Chiến Sầm Sơn. Cú đá rất đẹp của Nguyễn Văn Dũng để mang về bàn thắng gỡ hòa dành cho Trinh Chiến Sầm Sơn. Và xoay sở và dứt điểm tuyệt vời của số 8. Một cú đá bẻ góc và khiến cho Trần Công Thành đã bị vặn sườn và hoàn toàn đứng nhìn. Vừa rồi cầu thủ số 8 Nguyễn Văn Dũng đã ghi bàn thắng gỡ hòa. Dứt điểm không thể cản. Văn Dũng rất đẹp mắt, 2-1 dành cho PTSC. Điều ăn mừng Ronaldo của Nguyễn Văn Dũng sau màn giao bóng hoàn hảo của PTSC. Một cú vượt bóng đưa bóng đi vào góc chữ A và nó hoàn toàn bó tay với thủ môn Nguyễn Đình Hòa. Rất đẹp. Môn bóng đá bãi biển là một môn mà nó luôn đã nâng tỷ số lên 2-1 và họ có một lần nữa vượt lên dẫn trước. Và hiệp đấu đầu tiên đã khép lại. Tỷ số của hiệp 1 là 2-1 nghiêng về PTSC Thanh Hóa trước Trinh Chiến Sầm Sơn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với bãi biển xinh đẹp Sầm Sơn để đón xem tiếp trận đấu giữa Trinh Chiến Sầm Sơn và PTSC. Trọng Trường rất nguy hiểm, 2-2 dành cho Trinh Chiến Sầm Sơn. Cơ hội vừa rồi là quá tốt với Phạm Văn Dũng và anh đã không bỏ lỡ thời cơ để quân bình tỷ số 2-2 dành cho Trinh Chiến Sầm Sơn. Cú phá bóng của Hồ Ngọc Thiện như một đường kiến tạo dành cho Phạm Văn Dũng và món quà đó là quá lớn. Và Văn Dũng đã tận dụng ngay quả bóng vừa rồi để quân bình tỷ số 2-2 dành cho Văn Thanh, chính xác, 3-2 dành cho PTSC. Và đá vào góc gọn gàng của Mai Văn Thanh để nâng tỷ số lên 3-2. Vừa rồi là cầu thủ số 10 Mai Văn Thanh đã ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho đội. Cú đá hiểm hóc của Mai Văn Thanh và không có cơ hội dành cho thủ môn Nguyễn Đình Hòa. Cú đặt lòng rất gọn ghẽ. Trọng Trường sẽ là người thực hiện. Trọng Trường đánh đầu rất nguy hiểm, 3-0. Cú đánh đầu tuyệt vời và đánh đầu của Nguyễn Hữu Tuấn, bóng đi quá hiểm hóc và 3-0 dành cho Trinh Chiến Sầm Sơn. Và treo phạt góc rất chuẩn của Trọng Trường và đó là một cú đánh đầu không có một cầu nào dành cho Trần Công Thành. Cú lắc đầu quá hiểm của Nguyễn Hữu Tuấn để quân bình tỷ số 3-0. Trinh Chiến Sầm Sơn vẫn đang giúp cho họ có được một cái trận có thể nói là đáng xem, rất nguy hiểm. Cơ hội, bóng đá được đưa vào lưới của PTSC và tỷ số được nâng lên là 4-3 dành cho Trinh Chiến Sầm Sơn. 3 lần bị vượt lên dẫn trước, 3 lần gỡ hòa và bây giờ thì PTSC, xin lỗi bạn, thì bây giờ Trinh Chiến Sầm Sơn đã vượt lên dẫn 4-3. Đối sĩ chung của đội FC Trinh Chiến Sầm Sơn đã nâng tỷ số lên. Người ghi bàn đó là đối sĩ chung số 5 của PTSC để gỡ hòa 4-0. Đánh đá không thể tận dụng được, rất nguy hiểm. Tỷ số được nâng lên là 5-3. 5-3 dành cho Trinh Chiến Sầm Sơn. Bàn thắng của Ngô Văn Phong đang là những màn lội ngược dòng của Trinh Chiến Sầm Sơn. Giờ này thì họ đã tạo ra cách biệt 2 bàn với PTSC Thanh Hóa.
Cú bật lên và chạm đầu tương đối hiểm hóc của Ngô Văn Phong. Đức Linh. Vẫn đang là Đức Linh. Đức Linh rất khéo léo, rất điểm, không vào. Và tiếng còi kết thúc hiệp 2 đã vang lên. Tỷ số sau 2 hiệp bây giờ đang là 5-3 nghiêng về chinh chiến Sầm Sơn. Lúc bạn bắt buộc các thủ phi DSC cần phải đẩy lên để đá tấn công. Đánh đâu, không vào. Cơ hội rất tốt vừa dành cho đội trưởng Đức Linh. Đánh đâu. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 4-5 dành cho PTSC. Và là bàn của Văn Dũng. Cú đúp dành cho tiền đạo mang số 9. Và móc bóng và chuyển bóng vào tuyệt vời của Đức Linh. Văn Dũng thì thể hiện sự không chiến vượt trội so với hậu vệ của chinh chiến Sầm Sơn. Để nâng tỷ số lên, để rút ngắn tỷ số xuống còn 4-5. Bóng đá nằm gọn trong tay của Nguyễn Đình Hòa. Khoảng cách bây giờ chỉ còn lại là một bàn. Văn Dũng dứt điểm, rất nguy hiểm. Bóng đá được đưa vào lưới của VTSC. Tỷ số được nâng lên là 6-4 dành cho chinh chiến Sầm Sơn. Một cơn mưa bàn thắng trong cuộc đấu sức giữa chinh chiến Sầm Sơn và VTSC. Lúc này thì đã có 10 bàn thắng được ghi. Vừa rồi cầu thủ Đới Sĩ Trung số 5 của đội chinh chiến Sầm Sơn. Như vậy trọng tài xác định người lập công cuối cùng vừa rồi đó là số 5 Đới Sĩ Trung. Văn Dũng. Là pha bóng mà Văn Dũng đã móc bóng. Văn Dũng đang chuẩn bị rất kỹ cho quả đá phạt này. Văn Dũng rất tốt. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 5-6 dành cho PTSC. Và đó là có lỗi của ông cơ mặt. Các bạn đã theo dõi trận đấu này và đến đây thì buổi bình luận trực tiếp lượt trận thứ 2 của giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia của chúng tôi cũng xin được phép khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở lượt trận thứ 3. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.